từ bụng chui vào đi bán đấy à? Không, em đang ra quán tóc để tặng cho Thúy. Ghê đấy, cố lên nhá. Vâng ạ. À, nào anh Sơn em làm với cây nhá. Ok. Yeah. Bóng dáng anh từ xa cho lòng ta đang chìm đắm. Tiếng máy cày thật vang, tay lái anh làm em xốn sang. Này người ơi đỗ lại chút cho anh hộp canh em vừa hầm xong. Người đâu rõ đẹp dài, cho em xin tiễn anh ra đồng. Cô có điên khùng không, tôi làm sao lại cần tiễn. Sáng tôi vừa ăn xong, cô tránh ra nhường tôi lối đi. Mặt trời lên cao rồi đấy, xe ra tôi ra đồng làm việc. Nhà tôi hạnh phúc sum suy, cô chớ ôm mộng ước chen vào. Nhìn anh cây cúc mà thương, nên em mang đĩa lòng xào xưa. Bộ rồi nghi ngút mùi thơm, bia tươi dài khát dăm cốc là vừa. Thật là đã khác làm sao. Anh dùng đi, anh dùng xong anh ngất. Chuyện gì vừa mới xảy ra, lúc nãy tôi vẫn đang ngoài đồng. Tự thân anh nhớ lại đi, gạo nấu thành cơm mọi thứ xong rồi. Gạo nào đã nấu thành cơm, cô đừng điêu ăn vạ tôi như thế. Một là anh chấp nhận em, anh yêu em giống như chị nhà. Hoặc là mỗi tháng gửi em dăm 3 triệu đi mua sắm ăn quà. Đừng hòng gài bẫy đời tôi không tin tôi là người có lỗi. Được rồi anh cứ chờ xem, mai tôi đưa mọi thứ lên Facebook. Anh Sơn. Tôi không làm gì cô hết. Anh thật lòng mà. Anh cứ chờ mà xem. Thúy. Mang chuối định vào tặng em, đúng lúc gặp em cùng người ấy đang chuyện trò. Em biết rằng anh đã thầm thương em, lỡ thấy em nắm tay người ta buồn lắm. Anh sẽ cố kiếm tiền để cho em hạnh phúc. Anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nghèo mãi nghèo anh ơi. Anh xách qua lại nhà đi, giữ lấy mà ăn tặng tôi cũng có được gì. Cuộc sống mà ai cũng cần mắn mi, mái tranh đơn sơ tình yêu vàng còn ai tin. Thúy. Thank you.
tưởng nó là thằng đàng hoàng. Thì người ta bảo một cái lạ bằng tạ cái quen mà chị. Anh vào đây. Con Thúy đâu? Ra đây. Các cô các bác ơi, nhanh lên. Đây rồi. Đây, mọi người nhìn đi, nó định gài chồng cháu đây này. Đấy. Ôi trời ơi. Đẹp cái mặt chưa? Ui. Thế ai gửi cho cháu cái clip này? Là cháu đấy ạ. Chính cháu đã gửi clip cho chị ý ạ. Thúy, anh biết nỗi khổ của em rồi. Em đừng giấu anh, đừng giấu mọi người nữa, được không? Tất cả mọi chuyện là lỗi của em. Em xin lỗi anh chị. Thế nhưng mà làm sao cô làm thế với vợ chồng tôi? Dạ. Lý do đây ạ. Cho mày đúng một tuần, không trả nợ tao sẽ thu quán. Là cháu ạ. Cháu đã lén vào quán của Thúy, rồi trích xuất được clip ở trên chiếc camera kia. Thế nên cháu mới biết lý do Thúy phải làm như vậy ạ. Nhưng anh Sơn ơi, chị ơi, vì việc chưa có gì nên mọi người có thể bỏ qua cho Thúy được không ạ? Thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện cũng chưa có gì. Mình tha thứ được mà, phải không? Thúy, từ giờ Thúy cho anh bảo vệ Thúy nhá. Tất cả số nợ của Thúy, anh sẽ cùng gánh vác với Thúy. Thúy, chú chung có động lực như thế là tốt. Quan trọng là cùng nhau gánh vác. Có ở đâu, thì giữ ở đó. Phải không mọi người? Đúng rồi đấy. Chú cứ nghe lời anh, cô đầu tư lấy một chiếc. Có cái cần cầu cơm, đi kiếm ăn tiện lợi hơn nhiều. Chỉ cần siêng năng làm ăn dăm 3 năm có vốn để ra rồi. Đầu tư máy cày đi, mua dồn đìa chắc ăn có lời. Em cũng muốn đầu tư, không phải lo chuyện tiền nóng. Mới sáng ngày hôm qua, anh đã cho đàn lợn xuất chuồng. Chiều anh đưa ra đại lý xong lấy một chiếc mang về khởi nghiệp. Nợ không lấy lãi yên tâm, tu chí không lười biếng là được. Thật chẳng biết nói làm sao, anh dồn đĩa trên ca tuyệt vời. Nhờ ơn hai bác mà em hôm nay sang chẳng mới cuộc đời. Vợ hiền con cái đẹp xinh, anh giàu lên cũng nhờ dồn đĩa đó. Vợ hiền con cái đẹp xinh, ta lên hương nhờ có dồn đĩa. Đấy, có máy cày mới rồi, chịu khó mà làm ăn. Vâng ạ. Rồi con xem ý tứ thế nào với cả cô Thúy đi, chứ các cụ nóng lắm rồi. Em xong rồi, anh sẽ giới thiệu chú vào câu lạc bộ Trái Tim Dồn Đĩa. Trái Tim Dồn Đĩa ấy ạ? Đúng rồi. Là cái gì anh? Đấy là câu lạc bộ kết nối anh em cả nước với nhau, giúp đỡ nhau về kỹ thuật, hỗ trợ nhau làm giàu. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều. Cả nhà cùng nâng ly chúc mừng nào. 1, 2, 3, chúc mừng.